chào các bạn. Ok, đây chính là bạn Tùng á. Bạn Tùng mới qua mặt qua đây cái coi. Hello, hello đi, hello đi hai. Dạ, hôm nay bạn Tùng đang làm cái gì ạ? 12, 15, 16. Hôm nay bạn Tùng học quân sự đúng không? Hai giờ bạn Tùng vô trái tim rồi. Ok, là đang xếp hàng để mà đây đang xếp hàng để chuẩn bị gì học lý thuyết. Hôm nay muốn quân sự nha. Ai biết? Sân ướt. Có lý thuyết chứ. Sân ướt mà. Hai giờ sáng nay trời mưa gầm gầm như vậy cho nên là hai giờ sân nó ướt hết trơn rồi. Sân ướt hết trơn rồi. Quá lộn. Chút nữa học gì rồi sẽ quay cho các bạn xem. Bye bye. Bye bye. Mưa rồi hai da mưa rồi các bạn. Ok, bây giờ là thầy đang điều động cho vô nhà thi đấu học tiếp nha các bạn. Ok, đi tiếp rồi. Mưa rồi nhanh chạy. Bye bye. Quá đã luôn, vô đây hết mưa rồi các bạn. Ok, quá đã luôn. Ok, bye bye. Cứ đông môn là chân trái mình bước lên một bước thôi, thấy chưa? Mỗi bàn chân bước lên phía trước, dùng gót chân, mũi chân xoay gót chân để chúng ta thu hẹp mục tiêu, thấy chưa? Rồi, đồng thời lao tay phải về trước, tay trái nữa cầm tay, tay phải về cầm tay cầm. ngón tay này là gì? Đó, giữa. Điểm ngoài bên cò không ai để trong này nha. Rồi, đồng thời hạ thấp trọng tâm xuống, chúng ta chùn gối xuống. Người khom, các bạn đứng thẳng lưng như này. Người khom, được chưa? Nằm xuống, ngang với đuôi mắt trái, được chưa? Ngang với đuôi mắt trái, được chưa? Rồi, tập nhật xuống sang này. Xuống hơi nghiêng sang trái này, rồi tập tiếp. Thank you.
Sau đó các bạn sẽ làm như sau. Đưa xuống về. Không bên phải. Bạn nâng xuống ngang với đầu của mình. Hai mũi chân. Hai con chân kéo vào nhau này. Rồi, đi tiếp. Các bạn và ok bạn Đông, hello anh ơi, bạn Đông sao ạ? Bạn Đông thấy gì ạ? Bạn Đông thấy gì ạ? Thấy gì? Thi thực hành á. Thi thực hành nha các bạn, thi thực hành cái tư thế bắn súng hả? Gì phải không? Di chuyển. Cái tư thế di chuyển nha. Hey, yeah, ok, bây giờ Đạt sẽ đi ra đây quay cho các bạn cái này nè. Cái này Đạt rất là đặc biệt luôn. Ui dồ, kìa các bạn thấy chưa? Các bạn thấy gì chưa? Cúp. Ui trời ơi, đây chính là giải đặc biệt số số của trường trung học phổ thông Hữu Đức nha các bạn. Đây, quay một vòng chiếc xe cho các bạn nè. Đây là cúp Ali 50cc. Chiếu hả? Trời ơi, coi kìa. Quá là ổn luôn đúng không? Ok. Rồi ok, bây giờ Đại sẽ đi vô trong. Mấy bạn cũng chuẩn bị thi rồi, ok. Thi cái gì, Đại sẽ quay lại cho các bạn xem nha. Bye bye. Đấy, xa xa các bạn có thể thấy đó, các lớp thi K1 đã xếp hàng rồi nha. Đây, đây chính là cái sân mà chút nữa các bạn sẽ thi nha các bạn. Đây, có đánh số thứ tự luôn nha. Nhìn bạn Đông chiêu quá. Ok. Và ok, bên này là ngày mai là buổi sáng để sẽ làm lễ sơ kết nha. Từ số 1 cho đến số 12 chúng ta di chuyển vô đây. Ok. Quá đã luôn. Chúc bạn Đông thi tốt nha. Chúc bạn Đông thi tốt đấy. Chiều quá, sân trường rất là chiều. Ai da, sáng nay trời mưa các bạn. Sáng nay trời mưa. Rồi. Đây các bạn chuẩn bị vô vị trí. Các bạn vô vị trí rồi kìa. Quay chiêu. Bạn Đông, cái hello cái nữa đi. Ok, tiếp tục. Đề nghị thầy xin bài bài hương ra ngay chỗ. Hey!
sát. Và hello, xin chào các bạn. Và ok, Đạt đang ngồi ngay cái chỗ sân khấu dưới sân trường nha. Ok, là lớp 12A12 mới thi xong nha. Ok, thầy nói là 14 giờ 5 phút mới thi tiếp nha. Hai da bây giờ mới có 14 giờ nè, Đạt nhìn trên tay Đạt nè, biết nè, hai da qua là ổn luôn đúng không? Ok, chút nữa bạn Đông nhớ qua nha. Bạn Đông nhớ qua nha. Ok, bạn Đông đê dơ ngón này quá là ổn luôn. Bye bye, bye bye. Rồi.
đạt luôn. Rồi, xin cảm ơn mọi người. Các bạn ok, đạt đã thi xong. Và bên đâu? Ok, bạn đâu cũng đã thi xong rồi nãy luôn, quá lộn. Ok, bây giờ đi về á bạn đâu. Nhưng mệt mỏi quá rồi. Mệt mỏi quá rồi. Hả? Chiều mai thêm ca nữa. Ok, chiều mai 1 giờ đạt sẽ thi lý thuyết nha. 3 bài luôn. Hay da. Ok, bây giờ đạt sẽ đi về ông bà nha. Ok, bye bye. Và xin cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh Hành Tinh Sạm. Xin cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye.